Clip này được chị chủ nhà đăng tải để chia sẻ cho mọi người biết để tránh bị cướp tài sản như chị. Mọi người để ý, có một người đi xe máy tới và hỏi đường chị chủ nhà. Mọi người để ý kỹ, người này hỏi đường nhưng vẫn ngó nhìn xung quanh như quan sát xem có ai ở gần không. Chị này hỏi đường và tỏ ra rất thân thiện nên chị chủ nhà tốt bụng chỉ đường. Người này còn đưa điện thoại cho chị để chỉ đường cho họ. Lúc đưa điện thoại, người này cố tình áp sát vào người chị chủ nhà. Dấu hiệu chị này rất khả nghi vì có người đi đến, chị rất hay nhìn xung quanh như đang lo có người nhìn thấy hành động của chị. Mọi người nhìn kỹ, lúc này cô ta lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc mê và vẩy vào mặt chị chủ nhà. Vì chiếc khăn có thuốc thôi miên nên chị chủ nhà đứng yên và không biết chuyện gì xảy ra. Cô ta lấy chiếc iPhone của chị đang cầm và chị cũng không có phản kháng gì vì lúc này chị đã bị thôi miên. Cô ta lục túi chị xem có tiền không và chị vẫn đứng đơ người như không biết gì. Cô ta bảo chị đi vào trong nhà lấy gì đó. Lúc này cô ta liên tục nhìn xung quanh vì sợ người khác phát hiện ra. Chị chủ nhà cầm một cọc tiền 500.000 ra đưa hết cho cô ta và cô ta nhanh chóng cầm lấy. Lúc này chị chủ nhà đã bị thôi miên và làm theo toàn bộ những gì cô kia nói.